nhà thầu thi công tại dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng, thiếu đất đắp. Ban quản lý dự án 85 thông tin, tại dự án thành phần 1 dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, hiện tỷ lệ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công mới đạt 38,4%. Do mặt bằng bàn giao còn hạn chế, không liên tục nên nhà thầu chỉ triển khai 5 mũi thi công thuộc gói thầu 21. Gói thầu 18 hiện đang thi công bãi đúc cấu kiện đúc sẵn và bãi đúc dầm. Tổng sản lượng thi công đến nay khoảng 102,5 trên 2.850 tỷ đồng, chỉ đạt 3,6% giá trị hợp đồng. Còn dự án thành phần 2 dài 18,2 km do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Hiện tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng gần 87,6 trên 177 hectare, đạt 49%, với chiều dài không liên tục khoảng 8,29 trên 18,2 km toàn tuyến. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, đến nay sản lượng khoảng 502,6 trên 4.279 tỷ đồng, đạt 11,75%. Theo Ban quản lý dự án 85, tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của địa phương rất chậm, không đảm bảo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công theo tiến độ yêu cầu. Tỉnh Đồng Nai đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch 30 ngày đêm đến ngày 31 tháng 7 2024, đồng thời giao các bên liên quan gồm Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành khẩn trương xử lý các vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành công tác chi trả bàn giao mặt bằng trong tháng 7 này. Còn dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 19,5 km do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Đây là dự án thành phần có tiến độ tốt nhất vì sớm có mặt bằng sạch và đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu. Địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 100%, dự án gồm một gói thầu xây lắp, hiện sản lượng đạt khoảng 624 trên 1.847 tỷ đồng, đạt 33,8%. Toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 53,7 km đi qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.